À, xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm thế nào để có thể phát cái video YouTube đó, trực tiếp trên Facebook. À, thì các bạn thấy ví dụ như cái video này, các mình đã nhúng lên trên cái fanpage kênh kiến thức .net này. Thì các bạn thấy ở đây mình có thể click vào cái play này để mình xem trực tiếp cái video này trên cái fanpage luôn. Đó, thì các bạn thấy quảng cáo của YouTube cũng chạy được trên cái Facebook này luôn. À, dĩ nhiên nó sẽ tăng view cho các bạn. À, các bạn cũng có thể kiếm tiền được. Các bạn thấy nè. Dĩ nhiên hết quảng cáo thì nó sẽ chuyển qua cái video của mình. Thế thì làm thế nào để có thể post được như thế này? Các bạn thấy nó đang chạy trực tiếp trên YouTube nha. Trong khi á, nếu như chúng ta lấy cái link trực tiếp từ cái kênh của mình này, mà các bạn dán lên cái fanpage á, thì các bạn thấy nó sẽ không có hiển thị đúng như lúc nãy ha. Bây giờ á, giả sử như mình sẽ lấy cái link trực tiếp trên YouTube nè, à, sau đó mình sẽ paste vào trong cái fanpage của mình á, thì các bạn thấy á, cái ảnh mà nó hiển thị trên cái fanpage nè, nó sẽ bé tí như thế này thôi. À, mình bấm đăng luôn nha. Đây, các bạn sẽ so sánh nè, nếu như link trực tiếp của YouTube thì nó chỉ có cái khung nhỏ thế này, và phía bên đây là một số cái review về mô tả và phía tiêu đề nè. À, trong khi ở đây á, các bạn thấy cái video cũng là video đó, nhưng mà mình post các bạn thấy á, là nó đầy luôn cái màn hình này, đúng không? Thì nhìn như thế này nó sẽ ok hơn ha, hay là đó. Thì nếu như các bạn so sánh á, thì với cái cách mà post trực tiếp như thế này thì nó xấu ha, nó không có lôi cuốn người ta, do nó không có hiển thị được hết cái ảnh thumbnail ha. Còn phía dưới đây thì các bạn thấy nó hiển thị đầy đủ nè. À, giờ các bạn bấm play thì các bạn xem luôn. Dĩ nhiên cái cách ở trên đây á, thì người ta cũng có thể bấm play người ta xem, đúng không? Cũng có thể xem nè. À, tuy nhiên á, để cái hình nhỏ như vậy đó thì người ta sẽ không thu hút. À, người ta không có thu hút cái người xem, người ta bấm vào bằng cái cách các bạn để cái hình như thế này. À, làm thế nào để post được cái ảnh như thế này trên Facebook? Thì các bạn sẽ vào cái trang là bigc.co. À, đây là một cái trang web cho phép các bạn có thể tối ưu những cái link YouTube đó. À, để các, sau đó các bạn sẽ nhúng vào trên cái Facebook hoặc là fanpage ha, để các bạn xem. Thế thì ví dụ như bây giờ mình sẽ lấy cái video này đi, sao chép nè. Sau đó các bạn vào cái phần cái ô để cho nó cho các bạn dán cái link vào đó, các bạn bấm vào. Thế thì ở đây các bạn thấy nó sẽ xử lý để cho quy đổi ra một cái link khác, để cho các bạn có thể lấy, các bạn nhúng lên trên cái Facebook của mình. Và cụ thể ở đây mình sẽ nhúng lên cái fanpage của kênh kiến thức. Các bạn thấy nó ra cái link này, thì các bạn bấm vào cái nút là copy nha. Rồi sau đó các bạn qua bên đây, các bạn sẽ dán cái link này lên trên cái fanpage nè. Các bạn có thể post lên Facebook của các bạn cũng được. Rồi dán. Thì các bạn thấy có phải là nó review nguyên cái màn ảnh thumbnail không? Ảnh đại diện nè. Review dưới đây tiêu đề nè, mô tả nè. Các bạn có thể viết thêm cái gì đó, hoặc không thì các bạn có thể xóa luôn cái này. Rồi. Các bạn bấm đăng nè. Còn không thì copy cái tựa đề dán đây nha. Rồi. Đó, thì các bạn thấy như thế này rất là thu hút. Dĩ nhiên cái ảnh ở đây ví dụ như cái con hot girl hay cái gì đó thì sẽ dễ người, kích thích người ta bấm vào đây hơn. Các bạn xem thử nha. Đó, các bạn thấy không? Với cái thủ thuật nhỏ như vậy đó sẽ giúp cho các bạn có thể chia sẻ cái video của mình á trên YouTube đó, vào các cái fanpage, các cái Facebook để thu hút người ta xem, từ đó có thể tăng view ha. Giúp cho các bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Các bạn nhớ subscribe kênh và để lại những cái bình luận ở dưới cái video ha, để ủng hộ mình. Chào các bạn.